Tuy đã có sự quan tâm của các cấp các ngành, thế nhưng tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp vẫn diễn ra và ngày càng có hình thái phức tạp mà một trong những nguyên nhân đó là người sử dụng lao động và người lao động thiếu kỹ năng, kiến thức đầy đủ trong việc đánh giá nhận diện các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động. Trước tình hình đó, sáng nay, tổng công ty Điện lực miền Bắc đã tổ chức lễ hưởng ứng tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2020 với chủ đề đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Năm 2019, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã không để xảy ra vụ tai nạn lao động do lỗi chủ quan nào. Tuy nhiên, an toàn lao động là một quá trình lâu dài, thực tế vẫn còn nhiều yếu tố tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong ngành điện, từ ý thức chủ quan của con người đến những cơ sở hạ tầng lưới điện còn nhiều điểm cũ nát. Năm 2020, với mục tiêu hướng tới xây dựng thành công văn hóa an toàn lao động, tạo hiệu quả bền vững trong công tác an toàn lao động, tổng công ty triển khai công tác an toàn vệ sinh lao động với chủ đề tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động, trong đó trọng tâm là huấn luyện kỹ năng cho người lao động về nhận diện mối nguy và biện pháp phòng ngừa. Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động như diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, diễn tập xử lý sự cố, diễn tập an toàn tuyên truyền, bồi huấn kỹ năng an toàn lao động cho công nhân.